chiếc châm thiêu vừa mất anh như vậy. Con chim cú cu kia nó hát lên một câu gần, có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc châm phiêu. Chiếc châm phiêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đâu? Chiếc châm phiêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây. Vương trên cây, à chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Hoa này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng chớ khiên đây. Phải chị ơi có phải thăm duyên nhau chỉ khăn để lập món để duyên nhau thôi là để chờ. Tiếng thôi quang gừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió không còn đây để người. Nghe con chim cú cu kìa nó hát lên một câu gần, có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu thêm chị Hồng để gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu thêm chị Hồng để gió cuốn bay về đây. Vương trên cây, à chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Hoa đèn đờ tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng trên kia đây. À chị ơi có phải thăm duyên nhau chỉ khăn đời làm mối duyên giao để đợi đợi chờ. Tiếng thôi quang gừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió không còn đây để người. À chị ơi con chim cú cu kìa nó hát lên một câu gần, có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây. Vương trên cây, à chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi đầy đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát trong rừng khăn phiêu đây. À chị ơi có phải thăm duyên nhau chiếc khăn này lợi là mới duyên nhau thôi từ đời đời đợi chờ. Tiếng thôi quang gừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió không còn đây để người. Tiếng thôi quang gừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió không còn đây để người. A chi ơi.